nhàng từng bước một thôi nhé các bạn nhé. Không khéo các bạn rớt xuống nữa. Không khéo các bạn rớt xuống nữa nha. Trước tiên á, trước tiên á mình cởi vựng ra. Và sau đó á, mình rặn thật là nhẹ nhàng thôi nhé. Mình rặn từng cục thật là nhẹ nhàng từng cục một thôi. Các bạn rặn nhẹ nhàng thôi nhé. Rặn thật là nhẹ nhàng thôi. Chứ không khéo là nước nó văng ướt cái đít của bạn các bạn nhá. Thế không khéo á, các bạn khi các bạn trong cái quá trình các bạn rặn á thì nước nó văng ướt cái đít của các bạn. Vì vậy thật là nhẹ nhàng đó. Bạn đi tắm á. Đi tắm á các bạn ơi. Nhớ đi tắm á các bạn nhớ bắt cá để làm đồ ăn nha. Đi tắm á các bạn nhớ bắt cá để làm đồ ăn nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.